1 số 7 hai em số 7 uống đi. Sưởi nắng cho chim. Anh em muốn chia sẻ với kinh nghiệm nuôi chim liên hệ cho mình 0163 530 5982. Em này đầu đỏ, em kia cũng đầu đỏ. Mình dùng thêm một số nữa là 0989177982. Quy số 4. Thái, chữ Thái khá là nhiều màu.
trứng, trứng xanh nét sắp nở.